Kính chào quý vị đang đến với chương trình tiêu điểm kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, dù đã được cải thiện trong thời gian qua, nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khá thấp so với nhiều nước trong khu vực. Cụ thể, theo số liệu năm 2016, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 7% Singapore, 17,6% Malaysia, 36,5% của Thái Lan, 42,3% của Indonesia và bằng 56,7% của Philippines. Điều đáng lo hơn cả là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam và các nước vẫn tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia cho rằng nâng cao năng suất là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia và chỉ có tăng năng suất Việt Nam mới có thể tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này. Trước hết mời quý vị đến với phần tổng hợp về tốc độ cải thiện năng suất lao động của Việt Nam ngay sau đây. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung giai đoạn 10 năm 2007-2016, năng suất lao động theo sức mua tương đương năm 2011 của Việt Nam tăng trung bình hàng năm 4,2% một năm, cao hơn so với mức tăng bình quân của Singapore 1,5% một năm, Malaysia là 1,9% một năm, Thái Lan là 2,5% một năm, Indonesia là 3,5% một năm và Philippines là 2,8% một năm. Theo Tổng cục Thống kê, thời gian qua năng suất lao động của Việt Nam cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua từng năm. Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Cụ thể, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2017 ước đạt 92,1 triệu đồng, tương đương khoảng 4.100 đô la Mỹ trên một lao động, tăng 5,9% so với năm 2016, cao hơn so với mức tăng bình quân 4,5% giai đoạn 2011-2016 và cao hơn nhiều so với mức tăng 3,45% một năm giai đoạn 2006. Năng suất lao động của Việt Nam dù đã được cải thiện trong thời gian qua, song vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và thấp hơn so với nhu cầu phát triển. Nếu chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình thường 6% trong một năm, thì ước tính Việt Nam phải mất gần 20 năm nữa mới đạt được mức thu nhập bình quân đầu người của Malaysia và hơn 10 năm nữa mới bằng Thái Lan vào năm 2010. Phải cần từ 5 đến 7 lao động. Sau khi đầu tư dây chuyền công nghệ cao tự động của Nhật Bản, số lao động giảm xuống chỉ còn cần từ 1 đến 2 người. Việc đầu tư các máy móc công nghệ này thì giúp chúng tôi là tăng được cái tỷ lệ sản xuất, năng suất sản xuất lên rất cao, giảm được cái chi phí nhân công trong quá trình sản xuất, chất lượng thì được nâng cao và ổn định. Dù có những cải thiện đáng kể, song mức năng suất lao động của Việt Nam hiện nay vẫn rất thấp so với rất nhiều nước trong khu vực. Tính theo PPP 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 đô la Mỹ, chỉ bằng 7% so với mức năng suất của Singapore, 17,6% của Malaysia, 36,5% của Thái Lan, 42,3% của Indonesia và bằng 56,7% năng suất lao động của Philippines. Năng suất lao động của Việt Nam thì thực ra mà nói thì nó vẫn còn chậm. Và chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2017 thì tốc độ tăng năng suất của Việt Nam chúng ta cũng đã có cao lên, nhưng mà nó vẫn chỉ khoảng độ 4,5 đến 4,7% thôi. Và cái mục tiêu chúng ta đề ra ở đây là làm thế nào đấy để có thể có đạt cái mức năng suất cao từ 5 đến 5,5% ấy. Thì đấy vẫn là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải tiến tới, làm sao mà nó để đạt cái mục tiêu nó dài hạn trong dài hạn để nó duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Nguyên nhân được chỉ ra là do thành tích tăng năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua vẫn chủ yếu theo chiều rộng, chứ chưa theo chiều sâu, do phần lớn vẫn dựa vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mà chưa phải là sự cải thiện năng suất lao động trong nội tại từng ngành kinh tế. Cái nguồn lực của Việt Nam, đặc biệt là lao động và vốn, đặc biệt là lao động thì là nó còn quá nhiều ở trong những cái vùng mà năng suất lao động thấp, ví dụ như nông nghiệp hay là kinh tế cá thể, kinh tế nông nghiệp, hai cái khu vực đó là bây giờ chiếm phần lớn lao động của Việt Nam. Thành ra khi mà lao động mà còn ở những cái khu vực năng suất quá thấp như vậy thì là cái năng suất toàn xã hội nó sẽ thấp. Trong khi đó, lao động trong khu vực nông nghiệp còn lớn. Trong khi năng suất lao động ngành nông nghiệp thấp, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu. Phần lớn doanh nghiệp nước ta, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh đang sử dụng công nghệ tụt hậu 2 đến 3 thế hệ so với mức trung bình của thế giới. Chất lượng, cơ cấu và hiệu quả sử dụng lao động còn thấp. Ra về cái thực trạng năng suất lao động, đó là chất lượng và cơ cấu và hiệu quả sử dụng lao động còn rất thấp. Đến cuối năm 2017 mới chỉ có 21,5% cái lao động cả nước đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ. Trong đó khu vực nông thôn rất thấp, chỉ có 13%. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo còn bất hợp lý, thiếu hụt nhân lực, kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật bậc cao. Kết nối cung cầu thị trường lao động còn rất nhiều bất cập. Tình trạng thất nghiệp ở nhóm lao động trẻ hoặc không phù hợp giữa công việc và trình độ đào tạo còn khá phổ biến. Đặc biệt là trình độ tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn nhiều bất cập, năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta nói rất là nhiều cái vai trò của công nghệ đối với tăng năng suất nói riêng cũng như là với tăng trưởng kinh tế nói chung. Tuy nhiên rằng là những cái cải thiện này ở Việt Nam thì đã có nhưng mà rõ ràng là vẫn chưa như mong đợi. Cái đặc biệt cái điều này thì nó nhìn ở khu vực doanh nghiệp của Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy rằng là khu vực doanh nghiệp chúng ta thì cái năng lực về công nghệ ấy, nó vẫn còn ở cái mức rất là khiêm tốn. Mà nếu như trong thời gian tới mà cái khu vực cái công nghệ của khu vực doanh nghiệp của chúng ta không được cải thiện thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà đến nâng cao năng suất thì cũng sẽ rất là khó khăn. Các chuyên gia nhấn mạnh không chỉ thấp hơn các nước trong khu vực mà chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này cho thấy khoảng cách và thách thức của nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong việc bắt kịp với mức năng suất lao động của các nước. Năm 2017 và quý 1 năm nay là giai đoạn Việt Nam gặt hái được nhiều thành công. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn lo ngại về chất lượng tăng trưởng, trong đó một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng cũng như cải thiện tốc độ tăng trưởng là nâng cao năng suất lao động, một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Năng suất lao động không tăng cùng chi phí lương, đồng nghĩa chi phí để sản xuất ra một sản phẩm liên tục tăng. Gánh nặng này ngày càng lớn với doanh nghiệp, trong khi mức độ cạnh tranh của thị trường xuất khẩu vô cùng khốc liệt. Doanh nghiệp không thể đàm phán với khách hàng cũng vì lý do này, và nhiều đơn hàng đã phải bỏ lỡ. Tình trạng xuất khẩu khó khăn lại kéo dài. Thực sự năng suất lao động chúng ta không cao. Thí dụ, ở một số nước khác người ta có thể một lao động, thì ở Việt Nam chúng ta nhiều khi phải sử dụng tới 2-3 lao động. Nếu chúng ta muốn giảm lao động xuống thì chắc chắn là không đảm bảo được yêu cầu tiến độ sản xuất của mình. Thực sự thì trong 2017 vừa rồi thì là doanh nghiệp cũng tức là họ đến nay mua hàng rất là nhiều khách hàng, nhưng mà cuối cùng chúng ta không ký hợp đồng được là chứng kỳ giá. Giống như sau tháng 2016 thì tụi tôi có điều chỉnh chỉ có khoảng có 3% thôi, thì họ không chịu. Họ nói hiện nay cái tình hình khó khăn của thế giới hiện nay kinh tế, hiện nay các nơi ta giảm giá chứ tại sao Việt Nam đòi tăng giá. Các chuyên gia cũng khẳng định từ năm 2011 đến năm 2017, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam trung bình chỉ khoảng 4,8% trên năm, trong khi GDP vẫn ở mức 6%, nghĩa là năng suất lao động tăng chậm hơn cả tốc độ tăng GDP. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuột lại phía sau, khi mà tốc độ tăng năng suất đang thấp hơn tốc độ bình quân của GDP khoảng 6,21% cùng thời kỳ, và cũng thấp hơn tốc độ tăng lương thực tế bình quân khoảng 12,59% trên năm. Cũng có nghĩa chi phí sản xuất ở Việt Nam đang trở nên đắt đỏ hơn và điều này tác động trực tiếp tới tính cạnh tranh của nền kinh tế. Nguy cơ sụt giảm đà công nghiệp hóa khi mà nhiều doanh nghiệp FDI sẽ chuyển địa điểm sản xuất sang nước có chi phí rẻ hơn, tạo áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế. Cái ý thức thái độ của người lao động thì cũng chưa được đảm bảo toàn diện lắm. Bởi vì trong nhà trường chúng ta là suốt những nhiều năm đào tạo vừa qua là hầu như không chú ý đến cái kỹ năng mềm cho sinh viên. Không chú ý đến các cái kỹ năng mà để giúp cho cái thao tác về các cái kỹ năng kỹ thuật được tốt, thế do đó mà về mặt ý thức thái độ của các em là cũng chưa được đảm bảo. Đấy là hai cái yếu tố lớn nhất về kỹ năng và về thái độ dẫn đến cái chuyện là chưa đáp ứng được cho doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua. Nếu không có chính sách thích hợp, năng suất lao động sẽ kéo tăng trưởng GDP xuống. Trong bối cảnh đó, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam với quy mô nhỏ gặp khó về vốn nên khó khăn trong đổi mới công nghệ, không có lợi thế cạnh tranh, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt đứng ngoài cuộc chơi trong chuỗi lợi ích toàn cầu. Vấn đề khó khăn nữa là cái tính liên kết của các doanh nghiệp còn hết sức hạn chế, chưa tham gia được vào cái chuỗi giá trị liên kết mang tính khu vực. Bởi vì chúng tôi khảo sát thì có 21% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới tham gia được vào cái chuỗi giá trị liên kết thôi. Ở Thái Lan và ở Malaysia thì từ 30 đến 46% thôi. Do vậy mà cái tính liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hết sức là hạn chế và yếu. Nên do vậy mà chúng ta không có thể tạo thành một cái khối để đủ sức cạnh tranh trong một cái sân chơi hội nhập mang tính toàn cầu. Theo các chuyên gia, nếu năng suất lao động vẫn tiếp tục kém, thì giá trị gia tăng trên đầu người cũng kém, dẫn đến tốc độ tăng trưởng tụt hậu, khả năng bắt kịp các nước sẽ ngày càng xa, ảnh hưởng tới tổng thể nền kinh tế. Thưa quý vị, tăng năng suất lao động đang đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam những thách thức không nhỏ, bởi nếu chỉ tăng GDP ở mức 6,7% như hiện nay, Việt Nam khó có thể thu hẹp được khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. Ghi nhận những giải pháp của cơ quan chức năng, chuyên gia kinh tế về vấn đề này, kính mời quý vị cùng theo dõi. Để tăng năng suất lao động của Việt Nam kéo gần khoảng cách với các nước trong khu vực, Tổng cục Thống kê cho rằng, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ và các bộ ngành cần xác định và tạo lập và thực thi chính sách nhằm nâng cao năng suất lao động là giải pháp quan trọng hàng đầu trong nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Theo đó, thì chính phủ sớm thành lập một cái ủy ban năng suất quốc gia do một phó thủ tướng làm chủ tịch, trong đó thiết lập một cơ quan thường trực chuyên sâu về năng suất lao động, có nhiệm vụ phối hợp các động lực tăng năng suất quốc gia của Việt Nam, cử các đoàn sang học tập kinh nghiệm để làm thế nào nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị chính phủ cần xây dựng và thực hiện thành công chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động của Việt Nam với mục tiêu chung và cụ thể trong từng giai đoạn, để năng suất lao động của Việt Nam bắt kịp các nước trong khu vực. Phát động phong trào tăng năng suất lao động trong tất cả các khu vực của nền kinh tế, chọn một số ngành, một số lĩnh vực, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Chọn một tháng trong năm là tháng tăng năng suất lao động nhằm thúc đẩy phong trào tăng năng suất lao động, thể hiện sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và đồng thuận của toàn xã hội đối với việc thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đặc biệt, yếu tố con người là điều kiện đầu tiên ảnh hưởng đến năng suất lao động, do đó chúng ta cần tiếp cận từ yếu tố con người. Một trong những cái yếu tố bên cạnh những cái chuyển dịch về cơ cấu như vậy, thì cái việc tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì đang là yếu tố trọng yếu của quá trình này. Và như vậy thì phải có những cải cách toàn diện trong hệ thống giáo dục đào tạo, không phải chỉ đào tạo nghề nghiệp, không phải chỉ đào tạo đại học mà còn bao gồm giáo dục và đào tạo phổ thông, theo hướng trang bị những cái kiến thức nó rất là thực dụng cho cái người lao động và tăng cường cái giáo dục, cái kỹ thuật, khoa học công nghệ, cơ khí, tóm lại là các cái ngành công nghệ trong cái nền kinh tế, và phải bắt kịp những cái xu hướng của cách mạng 4.0. Đối với một cái doanh nghiệp á, thì để mà tăng năng suất lao động á, thì bắt buộc á, là cái hệ thống quản trị nó phải thay đổi. Thì trong đó nó bao gồm là gì? Là phải cắt cạnh lại với hệ thống bộ máy, phân công công việc rõ ràng và thiết lập những cái mục tiêu để mà làm sao á, là người lao động họ phải thấy được cái mục tiêu nó rõ ràng, cụ thể và tương ứng với nó là gì? Là những cái lượng giá đánh giá được để mà làm sao người lao động họ thấy được là cái hiệu quả công việc của họ như thế nào, và định kỳ đánh giá và có những cái giải pháp để thúc đẩy năng suất làm sao. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thấu đáo nội hàm, phương thức vận hành của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đề xuất thực hiện cụ thể vào một số lĩnh vực tại một số địa phương để Việt Nam hòa chung vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng và thực hiện thành công chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động của Việt Nam, với mục tiêu chung và cụ thể của từng giai đoạn để nâng cao năng suất lao động bắt kịp với các nước trong khu vực. Phát động phong trào tăng năng suất lao động trong tất cả các khu vực của nền kinh tế, chọn một số ngành, một số lĩnh vực, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Các chuyên gia nhấn mạnh, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Tăng năng suất lao động chính là yếu tố quyết định tới sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Năng suất lao động cao đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, chống tụt hậu so với các nước trong khu vực. Bên cạnh những giải pháp từ chính phủ, những thay đổi từ chính doanh nghiệp mới là yếu tố quan trọng. Các doanh nghiệp cần tìm kiếm công nghệ để nâng cao năng suất và hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tìm giải pháp công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng nhân lực. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc. Trước những khó khăn của thị trường xuất khẩu và áp lực cạnh tranh ở thị trường nội địa, giải pháp hàng đầu mà doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh là nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, doanh nghiệp tập trung đổi mới máy móc thiết bị có năng suất cao, phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện nay. Để mà nâng cao cái năng suất lao động, giảm bớt được cái phụ thuộc vào cái nguồn mà nhân công giá rẻ, mà cái hiện nay cái nhân công giá rẻ đối với Việt Nam mình cũng không còn là lợi thế nữa, khi mà các cái lương tối thiểu rồi lương cơ sở cũng được tăng lên, các cái chi phí khác nó cũng làm tăng lên như chi phí về môi trường. Cho nên là Tổng công ty 28 phải đầu tư bằng cái cách tăng năng suất lao động trên đầu người bằng cái việc phải đầu tư các cái trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Đó, ngoài cái việc thay thế dần những cái máy móc cũ của ngành dệt, của ngành may mà đã đầu tư cách đây trong khoảng 10 năm, 15 năm thì hiện nay chúng ta phải nâng cấp lên thành những cái thiết bị dệt may thế hệ mới. Có cái năm mà mới sản xuất trong năm 2016, 2017 vừa rồi ở châu Âu để và các cái bài toán tin học hóa, tự động hóa vào thì để mà nâng cái năng suất lên chừng khoảng 8 cho đến 10%. Đưa nhân lực học hỏi những kinh nghiệm về công nghệ của các nước tiên tiến cũng là giải pháp được các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện. Chúng tôi có một cái lộ trình đầu tư cho cái đội ngũ kỹ thuật. Và khi chúng tôi đi mua công nghệ ở bên nước ngoài thì chúng tôi cũng đặt nặng cái vấn đề là để đào tạo cái đội ngũ kỹ thuật để chuyển giao công nghệ. Thì khi mà các cái nhà bà cung cấp cái công nghệ chống hàng giả thì họ cũng cam kết là khi mà họ cung cấp cái công nghệ chống hàng giả đó cho công ty Vinacisker thì họ đào tạo luôn cái đội ngũ kỹ sư. Tạo dựng môi trường năng động, yếu tố văn hóa doanh nghiệp được chú trọng cũng là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp nhận định sẽ phát huy tốt tiềm lực của mỗi người lao động, hiệu quả lao động sẽ được cải thiện. Chúng tôi rất là chú trọng đến các yếu tố về con người. Tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng cho tất cả các nhân viên của mình. Đồng thời với việc đó thì là chúng tôi tạo dựng một môi trường năng động, có văn hóa doanh nghiệp để cho mỗi cá nhân đều được phát huy cái khả năng của mình. Và tại Tuấn Milan thì chúng tôi tập trung đào tạo về nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. Tham gia vào những chương trình đào tạo, hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với những ngành xương sống mà chính phủ Việt Nam phối hợp với chính phủ các nước cũng là giải pháp được các cơ quan chức năng khuyến nghị doanh nghiệp. Bởi đây sẽ là nơi các doanh nghiệp có thể học hỏi kinh nghiệm, công nghệ trong nâng cao năng suất lao động của các nước đi đầu về vấn đề này. Về phía quản lý giáo dục nghề nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 đó thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để phát triển cái ngành này trên cơ sở là cái lực lượng giáo viên đã được cái chương trình Ausfor Skills của Úc và người ta tập huấn đó về sẽ nhân rộng và triển khai ở các cái trường dạy nghề ở thành phố Hồ Chí Minh trong những năm sắp tới, để đáp ứng cho cái nguồn nhân lực có kỹ năng, đạt được chất lượng cao để phục vụ cho cái ngành logistics này. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt việc thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với sự thay đổi về chính sách tiền lương gần đây, việc cạnh tranh thông qua ưu thế về nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp không còn được coi là ưu thế của doanh nghiệp Việt Nam. Thêm vào đó, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đóng vai trò quyết định tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh hạn chế nhiều về nguồn nhân lực, công nghệ, tài chính. Thưa quý vị, học tập đổi mới, sáng tạo sẽ đem lại hiệu quả cao là những bước đi vững chắc trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay. Doanh nghiệp Việt Nam cần đột phá hơn nữa trong áp dụng công nghệ để tăng năng suất lao động. Có như vậy, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp mới được nâng cao, sánh vai với các doanh nghiệp khu vực và quốc tế. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.